Nếu các bạn chưa biết thì mình đã lập thêm một kênh mới rất dễ thương về chủ đề review truyện tổng hợp. Đây sẽ là nơi chúng ta nghỉ giải lao sau những giờ học hành và chơi game căng thẳng, cùng với những bộ truyện hay và hấp dẫn nhưng không kém sự hề hước. Hy vọng các bạn sẽ ghé thăm và ủng hộ qua đường link dưới phần mô tả hoặc qua phần mục kênh của mình. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vậy là trong suốt thời gian chờ đợi vừa qua thì hòn đảo mà các bạn đang mong chờ cũng đã xuất hiện rồi. Đó là hòn đảo mình sẽ gọi là lễ hội pháp sư nha các bạn, đảo pháp sư. Bởi vì đây là một hòn đảo có tên là Wizard Hollow, là một sự kiện mà chúng ta có thể tham gia để mà lấy những cái phần quà theo những mốc nha các bạn. Và để mà biết được cái trò chơi này chúng ta chơi như thế nào và có những cái thủ pháp nào để mà chúng ta gọi là chơi hiệu quả hơn không, nói chung là chúng ta sẽ xem video nha các bạn. Và mình cùng các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu để mà biết được những cái phần thưởng trong cái hòn đảo này như thế nào, cái cách chơi ra sao, và liệu rằng chúng ta có tìm được cái mẹo nào đó phù hợp để mà tham gia hòn đảo này tiết kiệm game hơn mà lấy được những phần thưởng làm sao đó để có lời nha các bạn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu phải không các bạn? Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có một vài lời nói về cái hòn đảo này. Đó là sẽ có những bạn chúng ta chưa có, tại vì ở đây thì chúng ta có chữ là beta, là thử nghiệm nha các bạn. Nên nếu như bạn nào mà chúng ta cập nhật game rồi mà vẫn chưa có thì nói chung là chúng ta hãy chờ đợi nha, có thể là tương lai sẽ có. Và câu hỏi thứ hai là nhiều bạn thấy là có nhiều bạn chơi trước á, là chúng ta có phần thưởng cái đích đến là chú rồng, đó là Redemption, có hai cái lưỡi dao đấy các bạn, Redemption cao cao đấy. Nhưng mà tại sao là phần thưởng ở đây là chú rồng Rifle? Thì cái phần thưởng trước là kiểu giống như là cái bản thử nghiệm đó còn trước cả bản này, thì đa phần là ai mà chơi được trước ở trong cái bản đó thì sẽ có là chú rồng cao cao. Còn cái bản beta mà ra chính thức ở đây đấy các bạn thì sẽ là bản beta về chú rồng Rifle nha. Nên bây giờ thì chắc là hầu như tất cả mọi người đều là chú rồng Rifle thôi. Ở đây chúng ta cũng gọi là đỡ thắc mắc nha các bạn. Ok, và hiện tại thì chúng ta có chữ free, có nghĩa là bây giờ cái lượt đầu này mình có thể là chơi free nha. Rồi, hãy cùng mình là bắt đầu chơi ở Nick Series trước nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là nghiên cứu sâu hơn khi mà mình qua nick khác nha. Bây giờ mình sẽ bấm play. Rồi, thời gian chơi của chúng ta sẽ là tầm 3 ngày nha các bạn. Và hiện tại thì như bạn thấy thì mình sẽ có khoảng tầm là 50 cửa ải nha. Ở đây thì như bạn thấy là chúng ta sẽ có tầm là 50 cửa ải từ ải 1 tới ải thứ 50. Có nghĩa là giống như cái việc mà chúng ta hoàn thành cái công cuộc là leo tầng đấy các bạn, tới tầng cao nhất thì sẽ lấy được chú rồng mà đang ngự trị ở bên trên. Tùy thuộc vào mỗi dịp sự kiện thì có thể là Rifle, sau này thì có thể là một chú rồng nào khác, Kama cũng có thể, hay là những rồng Redemption, hay kể cả là những chú rồng mà chúng ta không ngờ tới. Nói chung là tùy thuộc vào cái sự kiện là như thế nào nha các bạn. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ có 4 cái ô, là 4 sự lựa chọn. Có nghĩa là mình sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 4 ô này, và nếu như mình chọn được phần thưởng nào thì mình sẽ có cái phần thưởng đấy nha. Và như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có hai cái nguyên liệu ở đây. Thứ nhất là nguyên liệu đá, đá xanh nha các bạn. Và thứ hai là nguyên liệu đá vàng. Có nghĩa là ở mỗi cái tầng này nếu như các bạn chọn vào được cái ô á, mà chúng ta lấy được cái nguyên liệu là đá xanh. Đây nè các bạn, đá xanh là 4 cửa ải đầu nè, còn đây là cửa ải thứ 5 là đá màu vàng nha. Thì chúng ta sẽ lắp đầy những chiếc rương này để các bạn mở rương ra và lấy được những cái phần thưởng ở trong đó, chung là random. Theo mình thấy thì chiếc rương màu xanh này nó cũng không có ngon lắm đâu các bạn ạ. Nhưng mà nếu như mở ra được là Orb Legendary, Orb Heroic hay thậm chí là Bình Trend thì cũng rất là ok. Hoặc là mở được 25 cây chìa khóa nha. Còn nếu không á, nếu mà mở ra mảnh á, thì chỉ có thể là mở ra những cái mảnh trên cao này thì mở giá trị thôi các bạn ạ. Chứ hầu như là có mở được 5 mảnh của một chú rồng nào đấy thì cũng bình thường các bạn ạ. Ok, nhưng mà cái rương ở bên đây thì nó cũng có phần là ngon khi mà chúng ta có tỷ lệ cao sẽ mở ra được là Orb Legend Joker này, rất là ngon phải không các bạn. Từ 10 tới 30, trung bình thì sẽ là 15. Và nếu như hên các bạn có thể mở được 200 game để mà đi tiếp, chơi tiếp, chơi nhiều hơn. Hoặc là một chú rồng Wind Titan nha, trong Wind Titan thì có để mà sưu tập cũng được. Đấy,
thì đó là về hai chiếc rương như thế này. Và một cái quy tắc chơi mà các bạn cần phải lưu ý, cần phải nhớ nha, đó là khi các bạn chọn vào những cái cửa ải khó thì chúng ta sẽ có phần trăm là một trong bốn ô này ra một người gọi là pháp sư đấy các bạn, người thuật sĩ hay nói chung là bóng đêm hay là nỗi khiếp sợ, nỗi kinh hoàng gì đấy. Bởi vì khi mà các bạn chọn vào pháp sư có nghĩa là các bạn đã thua cuộc và các bạn phải dùng game để đi tiếp, hoặc là các bạn phải trả ra một cái mức giá, hoặc là các bạn chờ đợi thời gian gì đấy. Đấy, cho nên á, là nếu như các bạn chọn vào những cái vật phẩm phần thưởng mà có thể an toàn đi được càng nhiều map thì càng tốt nha. Thì bây giờ mình đã giải thích cho các bạn gọi là một số những điều nói chung là cơ bản rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi để mà gọi là hiểu rõ hơn nha. Đầu tiên thì mình sẽ chọn vào một ô bất kỳ nha. Mình nghĩ là cái ô đầu tiên thì sẽ không có vị pháp sư thuật sĩ đâu, chọn vào ô nào cũng được. Wow, và mình đã lấy được phần thưởng là 2 game các bạn ạ. Và nếu như mình chọn vào ô bên này thì sẽ có cái mức đá là 3 nha các bạn. Bây giờ thì mình cần phải gọi là test cái sự nhân phẩm vì rất có khả năng là vị pháp sư sẽ xuất hiện nha các bạn. Mình khi nãy chọn vào ô này là có 2 game rồi. Mình nghĩ là nhiều khi cái ô này sẽ là bão tố đấy các bạn, nên mình sẽ chọn lại vào cái ô màu này nha. Ok, lên nào. Yeah, đó là 15 vàng nha các bạn. Vẫn chưa các bạn ạ, chưa có sự xuất hiện của vị pháp sư. Thì có lẽ là trong cái cửa ải lần này. Nào, chúng ta sẽ chỉ cần là chọn vào vật phẩm thôi. Đừng chọn trúng pháp sư các bạn ạ. Chúng ta sẽ chọn ô nào đây? Và theo như mình gọi là suy luận thì ô này nãy giờ là ra đá không, chắc ô này pháp sư ở trong nè, ô thứ ba đấy các bạn ạ. Nên mình sẽ chọn ô ngoài cùng. Lên nào, đừng pháp sư, ra đá rồi các bạn ạ. Rồi đấy, các bạn thấy cái ô ngoài cùng bên đây không? Đó là vị pháp sư đấy các bạn ạ. Đó chính là vị pháp sư mà chúng ta cần phải né. Như các bạn đã thấy, nếu như khi nãy mình chọn vào cái ô ngoài cùng bên đây, hiện ra mặt của vị pháp sư là vị pháp sư đã cào cho chúng ta là té xuống nước rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào một cái ô là ngẫu nhiên luôn nha các bạn, để mình chơi một cách ngẫu nhiên trước, giống như là một người chúng ta chưa biết chơi vậy đó. Rồi còn những cái mẹo mà mình gọi là sưu tầm được thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau nha. Bây giờ thì ví dụ như là khi nãy mình thấy cái ô này pháp sư ra mình khiếp quá, mình đâu có dám chọn lại vào cái ô đó đâu các bạn. Thì mình sẽ chọn vào bất kỳ, nói chung là theo ngẫu nhiên, mình chọn ô này đi. Yeah, và sự may mắn của chúng ta đã không phụ lòng chúng ta rồi. Trời ơi, cái vị pháp sư nó đứng ở cái ô đó luôn các bạn ạ. Quá ghê gớm. Và cái ô ma dịch này hình như là cái ô an toàn, khi mà có vẻ như là sẽ không có pháp sư hiện ra ở ô này nha. Nên mình sẽ chọn bất kỳ đi, mình sẽ chọn cố gắng là chọn được viên đá màu vàng nha các bạn, thì sẽ ok hơn. Đấy, viên đá màu vàng, trời ơi. Và ở đây á, khi mà các bạn thấy được cái 10 game này á, có nghĩa là các bạn có cái cơ hội, cái quyền để mà chúng ta dùng 10 game để mở tiếp một cái phần thưởng ở trong đây. Đây là trong cái trường hợp mà các bạn đang muốn gọi là tích nhiều cái đá màu kiểu mà đá màu vàng đấy, thì chúng ta có thể thử. Nhưng mà nói chung là các bạn có thể nhấn vào nách ROM để mà đi luôn, chứ không cần phải tốn game nha các bạn. Chỗ này là mình nách ROM vì mình cũng lấy được cái viên đá là màu này rồi. Đấy, thực ra là vẫn còn đá các bạn ạ, và có là 8 game kia. Và những phần thưởng này thì so với việc là bỏ ra 10 game thì chắc cũng không có kiếm lại được nhiều lời đâu các bạn ạ. Ok, và khi mà mình tới cái map thứ 6 thì bây giờ mình sẽ trông chờ vào nhân phẩm thôi. Ok, khi nãy thì mình thấy vị pháp sư ở đây xuất hiện 2 lần rồi. Không lẽ vị pháp sư xuất hiện tới 3 lần các bạn? Hư cấu. Mình sẽ chọn ở ngoài đây. Đấy, và mình đã né được cái vị pháp sư rồi nha các bạn. Và mình phát hiện ra vị pháp sư đang ở cái vị trí thứ 3 này. Và tiếp theo mình lại suy nghĩ một cách chằng chọc rằng mình nên chọn đây, mình sẽ gọi là dựa vào may mắn. Thì may mắn là của mình là mình chọn vào ô đầu tiên ấy, thì mình chọn lại vào ô đầu tiên. Và cái kết các bạn ạ. Đấy, khi các bạn thấy là khi á mà ví dụ như là những cái khi mà cái phần thưởng mà các bạn chọn vào nó lâu xuất hiện quá, có nghĩa là các bạn đã chọn vào vị pháp sư rồi. Và khi đấy vị pháp sư sẽ bay ra và nói chung là hù dọa các bạn và khiến cho các bạn là phải mất game để mà chơi tiếp. Như ở đây thì các bạn thấy là hình như cái lượt đầu tiên của mình đó, mình có thể là sống lại một cách free, nên mình sẽ chọn là hồi sinh free. Đấy, và bây giờ thì mất đi cái vị pháp sư rồi thì mình chọn vào ô nào mình cũng qua thôi. Mình sẽ chọn vào ô này nha. Ok, và đó là 5 vàng. Đấy, và tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi là tiếp tục. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng chúng ta đã gọi là mất đi cái lượt free khi mà mình chọn vào pháp sư rồi, nên bây giờ mình phải chọn thật là cẩn thận nha. Đấy, và đây thì chúng ta có một cái chỗ là nhận phần quà này các bạn ạ. Không biết là mình bấm vào những cái là mình sẽ nói chung là rồi luôn hay sao. Mình sẽ bấm nhận nha. Đấy, nhận quà nè.
Đấy, thì nói chung là nhận quà là chúng ta phải kiểu giống như là Necrom tầng 2 in 2 nè, Clam and Quit nè. Giống như kiểu là nếu như các bạn chọn nhận quà thì chúng ta phải dừng cuộc chơi các bạn ạ. Còn nếu chúng ta tiếp tục thì sẽ đến với những cái ải tiếp theo và có cơ hội để mà những cái phần quà ngon hơn. Thì có thể đây là một cái sự lựa chọn các bạn ạ. Nhưng nói chung là những cái phần thưởng này thì nó chưa thấm là gì đâu các bạn. Nên là chúng ta sẽ đi tiếp. Đây thì có một cái cơ chế nó cũng khá là khó chịu ở đây. Có nghĩa là chúng ta không có cái sự lựa chọn là kiểu giống như là mình chọn thất bại, mình chọn thua rồi đấy, thì mình sẽ nhận phần quà rồi mình rút lui. Đây là một là các bạn chúng ta đi tiếp và lấy nhiều phần quà hơn. Hai là bảo đảm phần quà các bạn có thì các bạn hãy dừng cuộc chơi. Đấy, nhưng nói chung thì lúc mà mình có phần quà nhiều rồi mình bấm chơi tiếp, tốn game mình lấy phần quà về vẫn được các bạn ạ. Ok, mình sẽ chọn nha, mình sẽ chọn vào ô này. Đấy, và may mắn một lần nữa đã mỉm cười với chúng ta. Vị pháp sư thì không có ở cái ải này, vậy thì ải này chắc là vị pháp sư sẽ xuất hiện các bạn ạ. Ở đây thì mình sẽ cố gắng để mà lên ải 10. Ải 10 thì có lẽ là chúng ta sẽ không bị pháp sư quấy rầy. Nãy mình thấy cái ô này nó nhích nhích lên này các bạn. Có lẽ là ô này. Lên. Ừ các bạn ạ, chúng ta đã nhận được là trái cây rồi. Không ngờ là tin vào trực giác các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn bất kỳ, vì trong cái ải này thì chắc là không pháp sư đâu. Vô đấy thì chỉ có là những cái món quà để chúng ta tiếp tục là nhận tiếp thôi. Nhưng mà theo mình thấy là mình cứ đi tiếp đi, không có việc gì là phải nhận quà ở đây. Đấy, thực ra là để mà tích cái rương này mở ra đấy. Nhưng mà rương mình thì nói chung là vẫn chưa đầy nè, thì mình cũng không có tham lam các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gọi là chọn bất kỳ ngẫu nhiên. Nãy ô này may mắn rồi, không lẽ ô nào may mắn tiếp theo đây. Mình sẽ chọn vào trực giác của mình, đó là ô này sẽ là cái ô có vị pháp sư này, nên mình sẽ chọn ô này. Trời ơi, sai lầm rồi các bạn ạ. Đấy, và khi mà các bạn đã xài xong cái lượt free của mình thì ở đây các bạn phải gọi là play on bằng 5 game. Tất nhiên là như các bạn biết những cái cơ chế của chúng ta thì cái lần đầu thất bại thì sẽ gọi là phải hồi sinh bằng 5 game. Nhưng những lần sau các bạn thất bại thì các bạn sẽ phải mất nhiều hơn cái lượng game là như vậy. Nó tăng từ từ lên các bạn ạ. Giống như việc các bạn đang chơi một cái canh bạc vậy. Cho nên là khi mà mình lên trên group thì mình đã đọc được rất là nhiều những cái bình luận của nhiều bạn. Nói chung là chúng ta chia làm hai phe. Một phe là cờ bạc là bác thằng bừng khi mà tốn đến cả 200, 300, thậm chí là có bạn mất tới tận là 500 game các bạn ạ, mà không lấy được cái gì, lấy được cái nịt. Còn một bên là so easy, một bên chỉ trong vòng là dưới 100 game đã lấy được dễ vậy sao. Bên so easy các bạn ạ. Và có những cái mẹo để chúng ta chia sẻ. Nên bây giờ mình sẽ đóng vai là một người chúng ta chơi bình thường nha. Chúng ta chưa có đề cập gì tới cái mẹo cái tâm lý bình thường chúng ta chơi sao, thì mình bây giờ là mình chơi như vậy nha các bạn. Để lát nữa xong cái ải lần này mình sẽ qua bên nick phụ của mình, mình test cái kỹ thuật cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ chọn đại thôi. Đấy, thắng thua gì thì cứ chọn đại thôi. Mình đã gọi là bỏ qua 5 game để mà đi tiếp, để cho các bạn thấy là cái cách chơi chúng ta như bình thường thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ mình chỉ cần mở thêm một ít đá là mình sẽ mở được cái rương này. Để xem mình có lời không, không biết mở rương là chúng ta có lấy luôn cái phần thưởng đó về không, hay là cũng vào trong cái túi để mà lấy game đi rồi mới được là nhận phần thưởng. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp lại này. Mình hiện tại là đang chọn đại các bạn ạ, mình không có suy nghĩ gì nữa rồi. Mình hiện tại mình đang chọn đại, đấy, mình chọn vu vơ thôi, thua thôi. Có gì đâu, phải lo phải không các bạn. Chơi thì chơi thôi, đấy. Kiểu giống như mình đang chơi một cách là hên xui may rủi đấy các bạn. Đấy, mình chọn đại luôn. Mình có thêm một cái này, mình cũng không có tiếc game kiểu giống như là kiểu như là phí game chứ, phí game để mà vào làm tiếp. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là đi đến cái cửa ải tiếp theo nha. Cái trường hợp mà các bạn bỏ game ra là khi mà các bạn gần đầy cái bình này rồi thì các bạn bỏ game ra là ok, hợp lý luôn. Tại vì trong cái bình này mà kiểu mà thấp nhất á, cũng được 10 of legendary. Thành ra là kiểu mà chúng ta nếu như may mắn thì cũng gọi là được khoảng tầm là lời rồi. Đấy, còn không may thì thôi, hên xui may rủi mà các bạn. Đấy, ôi mình lại có thêm là 2 game, là 4 game nữa nè. Rồi cái này mình lên 6 game mình nhận là lời rồi. Trời ơi, cờ bạc người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ thắng các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ chọn đại nha, chọn đại vào ô này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở chiếc rương đầu tiên. Ơ kìa, cái rương này là mình phải nhận xong rồi mình mới mở được.
Ôi vậy nếu mình gọi là bay màu thì cũng không còn cái rương mà mở các bạn ạ. Ráng thêm hai vòng nữa mình tới cái chỗ gọi là map 20 nha. Tính ra đi tới đây mà bình thường mình đi đây là cũng gọi là hên rồi đấy. Chọn đại đi. Rồi xong. Đấy, và thế là mình thấy không có cái màu gì hiện ra là biết là đó là màu nước mắt rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ tốn 10 ghép. Thì mình sẽ gọi là nói chung là mình sẽ dừng lại tại cái map này nha các bạn. Bởi vì thực ra thì nói chung là mình vào đây là mình thị phạm cho các bạn xem thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta sẽ vào cái cuộc chơi chân chính nha các bạn. Đó là mình sẽ qua bên một cái nick phụ của mình. Thì bên đấy mình mới gọi là có cái sự chắc tay hơn các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là quit. Thì như các bạn thấy là chúng ta sẽ phải là từ bỏ hết sao. Bằng mình thử bấm quit nha. Quit nè, đấy. Thì nói chung chúng ta sẽ thoát ra ngoài hòn đảo này. Giờ mình bấm vào lại thì phải gọi là try for bằng 10 game. Thì không biết là mình quay trở lại mình có được lấy cái phần thưởng mà mình gọi là đã được chơi từ trước không? Thì mình sẽ có thể là nói chung tham khảo sau. Như đây thì các bạn thấy là Nut Free Play in 21 giờ 13 3 phút đây các bạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự kiện này khi mà các bạn bây giờ các bạn chơi thua mà chúng ta không muốn gọi là bỏ game ra thì các bạn sẽ chờ đến cái khung giờ là reset của sự kiện đấy. Là bình thường là khoảng tầm là 5 giờ chiều hoặc là 6 giờ chiều đấy thì chúng ta sẽ có thêm một lượt chơi free. Khi đấy thì các bạn có thể vào chơi tiếp và hoặc là các bạn vào và lấy cái phần thưởng về, không cần chơi nữa cũng được. Đấy, nên là các bạn cũng không cần việc gì là phải chúng ta gọi là hăng máu lên để mà kiểu là vào cái cuộc chơi rồi bị cuộc chơi áp đảo nha. Đấy, hãy là một người tỉnh táo trong cái cuộc chơi này. Còn bây giờ thì chúng ta phải vào cái phương diện là để mà xem là cái cuộc chơi này như thế nào, áp dụng cái cách vào có phá đảo được không hay là đi được tới cái tầng cao hơn không. Hãy cùng mình đồng hành vào cái chương trình nó cực kỳ hot ngay bây giờ nhé các bạn. Ok, và hiện tại thì chúng ta đã đến với lại nick phụ của mình, đó là nick quân Rico nha các bạn. Và khi mà mình mới vào thì cũng có luôn là một cái thông báo hướng dẫn mình là hãy chơi đi, hãy chơi ngay đi, lượt free đầu tiên. Thì ok, mình sẽ bấm vào play luôn nha các bạn. Đấy, thì khi mà mình đã vào cái giao diện này rồi thì mình chỉ có thể là chơi cho đến khi mà mình quyết định rời ra thôi các bạn ạ. Có hướng dẫn là mình chọn vào những cái ô này luôn nè các bạn. Trời ơi, mình chọn vào rồi mà. Đấy, thì chúng ta sẽ được là 5 mảnh này. Rồi ok, và cái cửa mở ra thì mình sẽ vào những cái lượt khác. Đấy, đây, 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 đây. Đây là cái hướng dẫn nha. Và ở đây mình muốn rời thì nói chung là phải kiểu như là một là rời ra và nhận cái phần thưởng, hai là chúng ta tiếp tục và chơi luôn đấy. Nên là mỗi lần các bạn vào thì các bạn phải canh cái lượng thời gian là hợp lý để mà mình hoàn thành hết cái lượt của mình luôn nha các bạn. Chúng ta không có gọi là chơi rồi thoát ra rửa chừng rồi khi nào vào chơi tiếp được đâu đấy. Nên bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Ok, thì khi nãy mình cũng có một vài những cái kinh nghiệm khi mà chơi được đầu rồi thì vào cái ải thứ hai vẫn chưa có vị pháp sư đâu nên cứ chọn đại đi. Đấy, bây giờ là vào cái cửa ải thứ ba thì bắt đầu sẽ có vị pháp sư ma dịch nha. Đây thì lượt này mình cũng sẽ chọn đại, mình chọn lại chỗ này nha. Ok, thì bây giờ các bạn để ý là chúng ta có vị pháp sư đang ở phía ngoài cùng này. Thì mình sẽ gọi là phổ biến cho các bạn một cái mẹo mà hiện tại là đa số những bạn chúng ta vẫn đang gọi là thịnh hành sử dụng đến nha. Đó là khi mà ở một cái vị trí nào xuất hiện vị pháp sư thì ở cái lượt tiếp theo ngay cái vị trí đấy sẽ có khả năng rất là ít hơn đấy các bạn để mà xuất hiện lại một vị pháp sư, nên chúng ta sẽ chọn lại vào cái vị trí đấy. Như khi nãy là các bạn thấy vị pháp sư ở cái vị trí ở gọi là đầu tiên này phải không, ngoài cùng này nè, thì bây giờ mình sẽ chọn lại vào vị trí này đấy, thì chúng ta sẽ gọi là có ít hơn cái tỷ lệ như vậy. Tuy nhiên thì cái mẹo này nó không áp dụng khi mà chúng ta vượt qua cái ải giống như là ải màu vàng này nha các bạn. Màu vàng này sau mà khi mà chúng ta chọn cái phần thưởng là nói chung là cái ải màu vàng là không có nguy hiểm rồi. Nhưng mà khi mà chọn xong cái ải màu vàng này thì tới một cái căn phòng tiếp theo là các bạn phải tự dựa vào may mắn của mình. Để làm sao ạ? Để mà chúng ta xác định cái vị trí của vị pháp sư ở đâu thì khi đấy mình mới có thể là thực hiện cái thao tác là cái mẹo này được. Đây thì mình sẽ chọn, nói chung là chọn đại đi, chọn lại cái vị trí này đi. Thì mình có được là 3 viên này. Đấy, mình thấy pháp sư ở ở vị trí ở kế bên này các bạn thấy không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ chọn vị trí kế bên. Đấy, thì nói chung á là cái mẹo này nó kiểu giống như là nó có tỷ lệ là ít thôi, chứ không phải là kiểu là không thể là không ra nha các bạn. Nên là chúng ta cũng chú ý lưu ý cái điều này.
Nhưng mà kiểu giống như là khi mà chúng ta sử dụng mẹo thì nó sẽ có một cái điểm để mà chúng ta bám vào nó chắc hơn là cái việc mà mình đi một cách mông lung nha các bạn. Ok, bây giờ mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái mẹo này để xem là với bao nhiêu lượng game thì chúng ta đi được đến đâu nha các bạn. Ok, mình sẽ hồi sinh và gọi là trở lại nha các bạn. Đây thì nãy mình thấy là vị giáo sư xuất hiện ở cái chỗ này, thì bây giờ mình tiếp tục mình sẽ chọn đè vào chỗ này nha. Đè vào luôn này các bạn, đấy. Ok, hù mình được một lần nhưng mà nói chung là không có hù tiếp được mình, giống như kiểu là chúng ta mới sống dậy là được một cái ải an toàn thì phải. Bây giờ mình chơi lại cái chỗ này luôn, đấy, mình chơi lại cái chỗ là hồi lúc rồi pháp sư xuất hiện luôn các bạn, đấy, không có vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta sẽ gọi là chọn vào chỗ này. Đấy, thì nói chung là mình chọn cái này thì ải an toàn mà chọn cái chỗ nào cũng được. Và theo mình thấy là không có nên là sử dụng 10 game tại vì cái rương này của mình là chưa có đầy nè, chưa có gạch đầy nên mình cũng không có mạo hiểm nha các bạn. Nách rong. Ok, và bây giờ thì mình phải tự dựa vào cái khả năng may mắn của mình. Mình thì chọn luôn cái chỗ này. Đấy, và may mắn đã mỉm cười chúng ta nha. Rồi, vào vị pháp sư ở cái vị trí thứ hai này, mình sẽ chọn ngay vào vị trí này. Wow, không ngờ lần này chúng ta gọi là dính ngay pháp sư hai lần ở cái mẹo này luôn các bạn ạ. Không sao, mình vẫn tiếp tục chơi tiếp. Bởi vì nói chung là càng về sau là càng khó, mà kiểu như là càng muốn dích dắt mình thì mình lại càng muốn thử xem là nó có hiệu nghiệm đến đâu nha các bạn. Sau việc chúng ta gọi là tự chơi một cái cách là kiểu mà chơi ngẫu nhiên đấy các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ chọn vào cái rương này. Đấy, thì bây giờ tiếp theo ta sẽ chọn vào cái chỗ là chỗ map này. Đấy, chỗ này là nãy vị pháp sư xuất hiện rồi. Ok, và kiểu mình tiếp tục chọn vị trí đó luôn. Đấy, có ra pháp sư thì ra luôn đi, ra nhanh đi, mình còn chờ nè. Pháp sư thì ở vị trí phía ngoài này nha. Mình sẽ chọn ở cái vị trí phía ngoài này luôn. Đấy, và mình chọn theo cái vị trí nách rom luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là chọn cái vị trí ngoài luôn nha các bạn. Đấy, rồi. Nói chung là cái này là phụ thuộc vào may mắn thôi. Tại vì khi mà chúng ta vượt qua những cái ải này rồi thì cái mẹo này nó không có gọi là áp dụng vào trong đó nha. Mình sẽ chọn ở ngoài ải ngoài cùng này. Vì pháp sư là ở ngoài đây mà. Đấy, và pháp sư bây giờ là chuyển sang ở giữa này rồi. Mình chọn vào ở giữa này luôn. Ok, chúng ta lại được đi tiếp. Và là mình thì nói chung là muốn test cho các bạn xem là cái mẹo mà hiện tại rất nhiều bạn thực hiện thôi. Đấy, thì bây giờ mình thấy pháp sư ở phía ngoài thì mình chọn bên ngoài đi luôn. Đấy, mình ngại ngùng gì các bạn. Chúng ta là đã có một cái lượng game lớn để mà chúng ta test rồi. Mình sẵn sàng bỏ ra đầu tư cho các bạn xem rồi. Thì mình chỉ mong các bạn những đăng ký kênh, những like ủng hộ video cho mình để mình có thêm dũng khí nhiệt huyết để mình ra nhiều cái video mà nó tâm huyết như thế này, phải không các bạn? Game mà nói kiếm dễ thì kiếm dễ chứ mà gọi là xài cũng không có dễ đâu các bạn ạ. Cũng phải là vượt qua nhiều cái khó khăn gian khổ lắm. Nhưng không sao, chỉ cần có sự ủng hộ các bạn, mình sẵn sàng là chúng ta gọi là cũng nói chung là đáp lại cái tấm lòng của mình, là mình cảm thấy vô cùng là vui vẻ rồi. Bây giờ mình phải chọn theo cái sự ngẫu nhiên này. Mình chọn đây đi. Rồi, may quá. Chung là kiểu mà chọn dứt khoát thì nó đỡ đỡ với các bạn. Ok, bây giờ mình thấy vị pháp sư ở ngoài đây thì mình chọn ngoài đây. Đấy, bắt đầu là có hiệu nghiệm rồi đấy các bạn. Bắt đầu là có hiệu nghiệm rồi đấy. Pháp sư ở gọi là giữa đây thì mình chọn giữa đây luôn. Đấy, mình ngại ngùng gì. Thôi ôi, nãy là mình mới xài có 5 game không? Giờ cái phần thưởng này tính ra mà mình nhận một phát là mình lời rồi đấy. Lời hơn 5 game là cái chắc rồi. Có khi nãy là vị pháp sư ở đây không các bạn? Đấy. Ok, pháp sư ở đây thì mình chọn vào đây thôi. Thôi ôi, thấy chưa các bạn? Giờ lên 55 là đi được một nửa đoạn đường rồi đó. Một nửa đoạn đường mà chúng ta chỉ mới xài có 5 game thôi nha các bạn. Ok, mình xài tiếp. Thì ở đây là mình chọn vào đây, các bạn thấy là kiểu càng ngày là cái yêu cầu cái những cái bình này nó càng tăng. Thì giống như là nếu các bạn là quyết tâm lấy được cái này thì ở mấy cái gãi mà 10-10 á, các bạn chọn trước. Thì đỡ lên đây là chọn 25, đỡ phí hơn nha các bạn. Ok, trời ơi, có bơ gọi là bơ máu luôn kìa các bạn ạ. Ok, bây giờ mình chọn vào cái ải này đi. Đấy, nói chung là giờ mình chơi luôn là vị trí của pháp sư ở ải cũ luôn. Làm luôn các bạn ạ. Thôi ôi, bắt đầu là pháp sư bảo là phát hiện rồi nha anh trai, anh đang tính làm gì với cái thủ thuật này. 10 game nữa, 15 game. Tôi vẫn chơi tiếp, tôi vẫn tin vào cái sự lựa chọn của mình. Đấy, tôi đã gọi là vì các bạn khán giả rồi, tôi không có lo về cái việc game này. Anh cứ bảo tôi tiếp đi, anh ở đây không? Anh ở đây, tôi chọn lại ở đây nè. Đấy, giờ anh ở đâu? Không thấy anh ở đâu, tôi chỉ là tiếp tục tôi chọn vào ở đây luôn. Đấy, mình cứ chọn vào cái vị trí mà vị pháp sư mới xuất hiện các bạn. Mình cứ chọn vào luôn chứ mình có lo lắng gì đâu các bạn. Mình lại có thêm một bơ máu phải không các bạn. Đấy, 30 rồi, 20 ải nữa là mình sẽ phá đảo cái hòn đảo này nha các bạn. Mình chọn lại chỗ này luôn. Đấy, chọn vào cái vị trí mà khi nãy anh ấy xuất hiện. Mình gọi là mặc dù nó không áp dụng trong đây nhưng mình
cứ là mình chơi cho vui luôn các bạn. Đấy, chọn vào đây luôn. Mới xuất hiện ở đây phải không? Thì mình chọn vào đây luôn. À, anh chàng, anh xuất hiện ở vị trí này phải không? Tôi chọn vào đây luôn nè. Ok, anh xuất hiện lần nữa. 20 game là 15 game là 20 là 35 game nha các bạn. 35 game sẵn sàng nè. Nói chung là bây giờ tôi biết là anh đè vị trí rồi. Tôi đè vị trí này tôi chơi luôn các bạn. Đấy, cái vị trí này là mình mới xài cái gọi là game xong ở cái vị trí này. Thì mình tiếp tục mình đè cái vị trí này thôi. Đấy, mình đè cho tới khi mà lên tới cái ải màu vàng luôn nè. Bởi vì khi mà mình hồi sinh á, là mình được một cái cửa ải an toàn. Là kiểu mà cái cửa ải mà mình mới bị bay màu đó là an toàn rồi. Mà được thêm một cái cửa ải an toàn nữa. Rồi cái cửa ải an toàn nó qua đi thì mình chọn lại cái vị trí mà mình đã bị bay màu ở cái đợt trước. Là mình lại có cơ hội thêm một ải an toàn nữa. Thì thành ra là mình sẽ nhanh đến với cái điểm tựa như thế này các bạn. Nếu bạn thấy là nãy giờ mình cũng áp dụng cái mẹo này và áp dụng thêm một cái số những cái kỹ thuật để mình cứ chọn vào cái vị trí mà vị pháp sư nha các bạn. Chứ nếu không mình mà chọn một cách mà random không có một cái quy tắc gì đấy các bạn, cái tỷ lệ mà các bạn bay màu nó sẽ càng nhiều hơn. Nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là ôi thôi rồi, dẹt nô các bạn ạ. Đấy, mình là chọn vào vị trí này thôi, xem sao. Vẫn ok nha các bạn. Rồi, pháp sư ở đâu? Pháp sư đây phải không? Ở bên kia thì mình sẽ chọn vào cái vị trí này. Ok, giờ là mình bị vị trí này phải không các bạn? Mình hồi sinh 4 game là 35 với lại 40 là 75 này các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đè cái vị trí này mình chơi tiếp nha các bạn. Được 3 vòng nè, 3 vòng thì bây giờ là mình mở đây là an toàn nè. Rồi 2 vòng này thì mình sẽ đè ở cái vị trí ở bên đây để mình lên thẳng 40 luôn. 40 cho mình, 40 cho mình. Đấy, 39 nè, cái rương này chắc chắn an toàn rồi. Trời ơi, game gì nhiều quá vậy. 40 cho tôi, 40 cho tôi. Đấy, mình lên 40 rồi các bạn. Mình đã lên 40, chỉ còn lại là khoảng tầm nói chung là kiểu 10 map nữa. 10 map nữa thì cái khả năng cao là mình chỉ phải mất thêm gọi là cái việc là mình mất thêm 2 lần hồi sinh nữa. Mà 2 lần hồi sinh đó cũng đâu cần là mình phải gọi là ra tay gì nhiều đó các bạn. Đây, mình lại chọn vào vị trí này. Đấy, Netrom nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì mình vẫn sẽ chọn vào vị trí này luôn. Trời ơi, 48 game, nhìn thấy game nhiều mà ham. Ok, lại tiếp tục mình có được cái phần thưởng này. Mình là 75 game rồi nha các bạn. Rồi, bên đây, pháp sư bên đây thì mình chọn bên đây. Đấy, rồi giờ pháp sư ở đâu? Pháp sư ở ngoài cùng thì mình sẽ chọn ở ngoài cùng. Ok, ngoài cùng là mình thấy là ra pháp sư rồi đấy. Giờ là 80 game. Đây, thì ở cái bước này là chúng ta gọi là phá đảo sự kiện hay không là ở cái bước này rất là quan trọng này các bạn. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là kiểu giống như là cái lượt mà lượt try for đấy các bạn. Đó là chúng ta có cái lượt free để mà kiểu mà khi mà qua lại mình sẽ bắt đầu làm cách free đấy. Thì mặc dù là mình không biết là cái lượt free này nó có áp dụng luôn khi mà mình thoát ra không. Vì khi mình try for, try again còn lại thì mình sẽ có thể là kiểu như được chơi tiếp đấy. Thì giống như là ở đây mình cần thêm những cái lượt hồi sinh thì mình sẽ dùng cái lượt miễn phí của mình để bù vào. Đó là trong cái điều kiện lý tưởng nha. Đây thì mình sẽ gọi là test ở một cái nick khác để xem là cái cách này có áp dụng được không. Nếu mà áp dụng được thì các bạn sẽ đỡ tốn rất là nhiều game mà các bạn vẫn có thể là phá đảo được cái sự kiện này thông qua việc là mình phải ứng dụng cái lượt free của mình vào. Bây giờ thì mình 75 game mình vẫn sẵn sàng là chơi tiếp các bạn. Nói chung là chỉ cần các bạn ủng hộ mình, không có vấn đề cả. 75 với 80 cứ cho là 155 đi. Ok, Playon nè. Vị trí này nha các bạn. Vị trí ở ngoài cùng này nè. Mình bây giờ mình sẽ đè cái vị trí ngoài cùng này. Mình chơi tới gọi là cửa ải 45 luôn. Mình gọi là đè vào đây nha các bạn. Đè vào đây nè. Đó. Ok, và mình đã tới là cửa ải 45 rồi. Thì bây giờ ước tính là mình cao tay là thêm một cái lượt hồi sinh nữa là mình có thể là phá đảo luôn cái gọi là hòn đảo này. Hiện tại là 155 game nha các bạn. Khi mà mình chơi xong rồi mình sẽ nói một số những cái vấn đề về việc là chú rồng này bao nhiêu game là ok lời hợp lý hay là gì đấy. Ok nha, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tiếp các bạn. Đừng nóng lòng vì đã có mình ở đây rồi. Các bạn đừng lo lắng. Bây giờ mình sẽ chọn luôn vào cái vị trí này. Đấy, mình sẽ gọi là dùm combo là cái vị trí nào mình bay màu thì mình sẽ chọn luôn vào cái vị trí đấy. Cho đến cái gãy đầu tiên luôn. Mình sẽ chọn vị trí này. Pháp sư nói chung là xuất hiện ở đây. Rồi nếu mà mình may mắn là mình sẽ không có phải hồi sinh nữa mà mình phá đảo luôn nha các bạn. Pháp sư. Đấy, mình biết mà cái này là kiểu những cái ải cuối cùng rồi là kiểu sẽ không cho mình là được như ý đấy các bạn. Và thấy là từ 80 game mà nhảy lên 160 game là một cái lượng game gì đấy nó khá là chua chát. Sao mình là cũng đang gọi là làm video các bạn đấy, 160 game. Vậy là tổng cộng lại là mình đã là 300. Đây là mình sẽ tính là khoảng tầm là 315 game nha các bạn, 315 game nha.
Đấy, thì ở vị trí này, nói chung là 49, bây giờ là mình vào về nước rồi đấy. Mình bây giờ là cái cửa này an toàn mà. Thì bây giờ là mình về nước rồi, chắc chắn là mình phá đảo, chắc chắn là mình về nước rồi. Ok, rồi đây, thì giờ mình về nước nha. Đấy, thì nếu như thực sự cái pha cuối cùng mà mình may mắn mình không mất 160 game á, thì mình chỉ mất 155 thôi. Khi đấy mình khẳng định với các bạn là mình lời, mà phải là lời to nha các bạn, lời nhiều luôn. Thì thực ra là bên nick này của mình thì cũng gọi là đang cần chú rồng Raifu, kiểu như là mình chưa có gì đấy, cái giá trị nó vẫn cao. Và đây, cái phần thưởng của chúng ta gọi là đã nhận full là như này. Rương kia thì mấy cái rương đó không biết là mình có kiểu rương đó mở sẵn cho mình không. Đây thì mình sẽ đi từng phần thưởng nha. Đầu tiên là về vàng á, là không quan trọng vì vàng có gọi là nhiều thì chúng ta cũng kiểu kiểu vậy rồi. Không quan trọng là vàng thì chúng ta gọi là bỏ cái yếu tố này đi. Game thì là hai game thì bù vào được một xíu thôi. Chứ thực ra là mình thấy nãy giờ có nhiều cái loại mà mở game cũng nhiều lắm các bạn ạ. Đấy, và những cái token thì nói chung là token vẫn là cũng, nói chung là cái số lượng nhỏ này nó không ảnh hưởng lắm, mảnh này cũng không ảnh hưởng lắm, coi như là cái giá trị không cao. Thì ở đây có 100, nó là 1,22 mê thì cũng có giá trị xương xương. Như các bạn, giá trị xương xương này thì cứ cho là tầm 10 game đi, nói chung là kiểu giá trị xương xương này hoặc là 5 game đấy, giá trị như vậy. Mảnh thì chúng ta cứ bỏ qua đi các bạn ạ. Đấy, mảnh legend cũng được, nhưng mà kiểu mảnh legend của chú rồng này thì cũng không có nhiều giá trị lắm, ta bỏ qua luôn. Cứ cho tất cả những cái gọi là rườm rà nôm na này tổng lại hết luôn á các bạn, thì khoảng tầm là 10 game đi, cộng với game cộng hết tất cả này là 10 game đi, thì mình sẽ là tốn 300 game cho việc là mình có chú rồng Raifu này, một cái rương này và một cái rương gọi là năm cái rương master này. Bây giờ mình bắt đầu mình nhận, mình mở nha. Ok, và bây giờ sẽ là tiết mục mở rương master, để bắt đầu mình mở rồi mình sẽ trừ vào cái gọi lượng game của mình nha. Mình sẽ trừ cái lượng giá là hợp lý các bạn. 10 bình này thì kiểu mà bình này là bình hình như là Helric thì cái bình trend này giá trị nó không có cao bằng legend, mình nghĩ là như vậy, tại vì mình thường là trend bình legend hơn. Nhưng mà 10 bình thì mình có thể tính là 10 game đi. Đấy, tính từ game là trừ vào nha. Rồi, tiếp tục là cái tiếp theo nha các bạn. Ok, 20 mảnh Master Kama. 20 mảnh Master Kama này có giá trị nha các bạn. Có giá trị thì nói chung là đối với những bạn nào cần thôi, thì mình có thể đổi thành mảnh Kama gì đấy. Thì giá trị của mảnh này nếu mình quy ước vào cái người có hoàn cảnh giống mình này, mình không có cần lắm, hoặc là mình để mà trend đi trend lại gì đấy, nhưng mà giá trị nó vẫn sẽ cao hơn bình thường tí xíu. Thì mình cứ cho là khoảng tầm từ 10 tới 20 game đi, cộng với lại cái lượng bình khi nãy thì cứ cho là 20 game đi. Đấy, ok, tiếp tục nha các bạn. Rồi, và tiếp tục là năm cái op này thì quan tâm là 10 game nữa là 30 game. Thực ra là mình đang tính với một cái lượng game là nó là game lời nha các bạn, game mà có thể bỏ vào như vậy. Thứ thực ra là cái năm cái mảnh này có thể tính giá X3 nha. Giá X3 là giá thông thường, kiểu mình sẽ chấp nhận mà kiểu trong cái phạm vi đấy mà vẫn có lời một chút ấy, thì sẽ là 15 game. Nhưng bây giờ mình tính 10 game đi thì là 30 game nha các bạn. Rồi, ok, tiếp tục. 30 game rồi. Rồi, 10 cái mảnh op này tính cái giá lời luôn là giá 20 game là mình 50 game nha. 50 game, đây là mình đang tính giá lời nha các bạn. Chứ thực ra cái 10 cái op đó mình có thể tính giá là 30 game vẫn được đấy. Rồi, vô. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nè. 5 bình này thì nói chung là nếu nãy mình cho 10 cái bình kia giá gọi là 10 game không? Cái 10 game thì giá hơi cao nhỉ. Đáng lẽ 5 cái bình này nè thì giá mỗi bình là 1 game nè. Còn cái bình kia thì 10 bình thì chắc cũng tầm là kiểu 5 game hoặc là 7 game gì thôi. Cứ cho bình này là 5 game nha. Là 35 game nha các bạn. 55 game rồi. 55 game và tính thêm cái rương này nữa. Rương này lên. Rương này 15 tính 30 thì sẽ là khoảng tầm là 85 game nha các bạn. Ok, thì mình sẽ làm tròn hết tất cả phần thưởng đi. Thì tính cái giá vẫn lời là 100 game. Ok, tính cái giá là 100 game nha. Có nghĩa là còn 200 game còn lại là mình bỏ cho chú rồng Raifu này. Rồi, bây giờ mình sẽ, nói chung là cái cách tính của mình thì mình chơi từ trước tới giờ nhiều lần rồi đó. Các bạn cũng biết là cái sự quy giá của mình là nó quy có sự căn cứ nha. Căn cứ ở đây là ở cái sự kiện mà bán mảnh mà kiểu giống như là bán op mà có giảm giá. Thì 10 op là chúng ta bán với giá 40 game. Mà đây mình tính giá lời là chỉ cần nhân 2 là giá lời rồi. Chúng ta có thể bỏ ra kiểu như là 200 game mà được 400 op. Thì kiểu mà 100 op chứ là mà được 200 game thì quá là lời. Còn cái giá mà cũng lời xíu xíu là 100 op mà 300 game vẫn có thể là
kiểu là chịu được. Đấy, cũng đỡ hơn là mình việc mình lấy 40 game để mà mua 10 off phải không các bạn? Thì bây giờ là mình đã tính xương xương hết giá lời rồi, thì là 100 game và bây giờ là 200 game để đổi lấy chú rồng này. Đấy, thì bây giờ mình nói thẳng ra luôn các bạn, đó là cái chuyến đi săn, cái chuyến mà phá đảo cái sự kiện lần này của mình là nó có lời nha các bạn. Tại vì nếu như mà một chú rồng rifle đối với là bạn nào đang cần á, thì có thể tính giá từ 300 game đổ xuống. Tối đa nha các bạn, tối đa mà không bị lỗ là dưới 400 game. Tại vì nếu như mà chúng ta trong cái sự kiện ta gọi là mua 100 off là đã được, kiểu là 400 game là được 100 off rồi, mà mình chỉ cần là bù thêm 5 mảnh của rifle vào thì có thể summon trong sự kiện rồi. Nên là cái giá mà mua rifle với giá 599 hay là 600 hay là 500 game là cái giá nó giá lỗ các bạn. Đấy, mà mình chơi mà mình tính thì cái giá mà kiểu 400 là tính là kiểu là đừng vượt quá giá đó rồi. Nhưng thực ra muốn có lời siêu xíu phải từ là 300 trở xuống. Còn mà từ 200 trở xuống là ngon lời các bạn ạ. Mà đặc biệt là đối với bạn nào mà đang cần chú rồng rifle là quá lời. Đấy, nói thẳng ra luôn các bạn là quá lời. Đấy, mình đây thì mình xem là nick mình là hình như nick mình có rifle chưa nhỉ? Tính toán xem là mình lời đôi chút hay là quá lời thì sẽ phụ thuộc vào cái sự lựa chọn này nha. Cái lượt mà mình gọi tra này. Vâng. Vậy là mình đã có một chú rồng gọi là rifle rồi. Thì chú rồng kia chắc là mình phân tách ra để mà nâng chú rồng này một sao cũng được. Thì ở đây là nếu mà tính theo dạng của mình nha, thì đó là dạng lời, vẫn lời nhiều, ngon. Đấy, chứ không phải là quá lời. Nếu như mình là không có chú rồng rifle mình đang cần ấy, thì 200 game để đổi lấy chú rồng rifle là quá lời. Đấy, thì nói chung là tính đơn giản cái cách chơi rồi, cách tính rồi, phá đảo rồi. Nói chung là nhiều cái thì chúng ta cũng đã được là vận dụng vào rồi phải không các bạn. Ở đây thì nói chung là chúng ta sẽ có là try for 10 game và net free 20 giờ. Đây thì nếu như gọi là mình nhìn vào ở trong cái gọi là như này các bạn, thì khá đáng tiếc vì có lẽ là cái lượt mà cái lượt free tiếp theo sẽ không cho chúng ta là lấy cái phần thưởng chúng ta đã mất mà phải đi lại từ đầu. Tại vì nếu như mà free in kiểu giống như là gì đấy, thì bây giờ mình sẽ test thử nha. Mình sẽ test thử ở một nick nữa để mà mình xác định cái vé free này có cho chúng ta đi tiếp nếu như mình đang ở cái cửa ải là 4, kiểu là 40 mấy hay là 30 mấy gì không nha các bạn. Thì mình sẽ test thử bằng cách là mình qua thêm một nick nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá sự thật về hòn đảo này nha các bạn. Cũng như là cái mẹo thì mình cũng đã hướng dẫn rồi. Cái việc phá đảo thành công có lời thì chúng ta cũng đã trải qua rồi. Bây giờ thì đi thôi. Và bây giờ thì mình đã qua một nick khác là nick quân Hikino nha, để mình đi tìm sự thật về cái lượt free này có giúp cho chúng ta là tiếp tục cái cửa ải khi mà mình gọi là phải tốn đến tới tận là 160 game hay là 80 game ở những cái cửa ải cuối cùng không nha các bạn. Ok, đi nào, mình sẽ bấm vào play nha. Rồi, và ở đây để mà test thử cái này thì mình sẽ chơi cho tới cái lượt mà 5 game rồi mình thoát ra nha các bạn, để xem là như thế nào. Ok, và tiếp tục vẫn là những cái thông tin rằng chúng ta là hướng dẫn cái cách chúng ta chơi các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì mình vẫn sẽ áp dụng cái mẹo để mình chơi nha. Ok, ải tiếp theo thì không có gọi là quay. Nhưng những phần thưởng này bắt đầu thấy nó khác khác những phần thưởng khi nãy nhỉ. Thấy nó cũng gọi là khá màu nhiệm nhỉ. Đấy, chọn vào đây. Pháp sư ở đâu? Người anh em ở đâu? Rồi, pháp sư ở ngoài cái cửa ải cuối nha. Thì mình bấm vào pháp sư nè. Đấy, ok, vẫn gọi là ngon ngon thơm bơ nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn vào là cái cửa ải này, Net Room này. Đó, mình tiếp tục mình sẽ chọn vào cái cửa ải mà mới có pháp sư ở đây nha. Thực ra thì cái này nó reset rồi nhưng mà thôi kệ đi, cứ bấm vào. Đấy, vẫn ngon các bạn ạ, vẫn ngon, bấm vào cái chỗ mà pháp sư xuất hiện nó vẫn ngon. Theo mình thấy là như vậy. Rồi, pháp sư ơi, ra đi pháp sư ơi. Trời ơi, pháp sư bên đây nha các bạn. Nè pháp sư ơi, ra đi. Đó, pháp sư ra rồi các bạn. Ok, mình sẽ sống dậy. Bây giờ là mình sẽ chọn vào cửa ải bên đây nha. Mà nói chung là tới ải này là an toàn rồi. Lên cái móc thứ 10 rồi. Không cần là phải gọi là âu lo u sầu làm gì nha các bạn. Đấy, này pháp sư ơi nè. Pháp sư ơi, pháp sư 4 game liền. Trời ơi, 4 game. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Mình sẽ chọn vào ải này luôn. Pháp sư nãy xuất hiện đây, mình chọn vào đây luôn. Ok, pháp sư ở ngoài nha. Rồi, pháp sư ơi, lên pháp sư. Trời ơi, không dính pháp sư các bạn ạ. Đấy, rồi pháp sư ở ngay cửa này. Mà mình nghi pháp sư bây giờ xuất hiện đây quá. Thôi kệ đi.
Ôi trời ơi, pháp sư không ra các bạn ạ. Đấy, pháp sư ở ngoài đây nha. Mình sẽ bấm vào pháp sư đây luôn, chơi theo cái gọi là cái kế hoạch mình đã đó, an toàn nha các bạn. Hồi nãy mình nhấn lại chỗ này là mình dính pháp sư rồi, may quá các bạn ạ. Ok, mình thấy pháp sư ở đây thì bây giờ mình sẽ chọn ở đây. Ui, được ba cái này luôn á. Ngon, trời ơi, ngon vậy ta. Ngon vậy ta. Pháp sư ơi. Trời ơi, không đọc pháp sư các bạn ạ. Rồi bây giờ ở ngoài cùng đây nha. Ok, sẽ bấm đây, khi nào mình thua 5 game rồi mình sẽ tính tiếp. Đấy. Trời ơi, ngon liền các bạn. Pháp sư ở ngoài đây, ngoài cùng đây nè. Bấm vào đây. Ngon liền. Trời ơi, cái mẹo này đúng là có mẹo rồi mới gọi là có cái sự nhân phẩm để. Ôi khoan khoan, nãy pháp sư ở đâu nhỉ? Ý, nãy mình quên để ý pháp sư xuất hiện ở đâu rồi. Rồi ok, mình chọn lại chỗ này đi. Rồi không sao nha, mình vẫn gần là ok an toàn các bạn ạ. Trời, xém được mình chọn cái vị trí đến đây là dính pháp sư luôn á. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái vị trí mà pháp sư mới ra khi nãy. Trời ơi, có rương này rồi. Giờ nghĩ là lời giờ nghĩ là lời chắc luôn các bạn ạ. Lời chắc chắn luôn á, là lời luôn á. 4 game rồi, kiểu đây chưa mất cái gì. Thôi kệ đi, mình đang gọi là tìm khám phá sự thật và mình tham lam làm gì với các bạn. Ok, cái vị trí này là pháp sư mới xuất hiện, mình chơi đây vị trí này luôn nha. Ôi pháp sư ở ngoài nè, trời cái này chỗ này 12 nhiều quá luôn á. Ôi ra pháp sư đi, 12 game. Trời ơi, giờ mà nghĩ là nó lời gì đâu luôn các bạn ạ. Ok, nhưng mình đã nói với các bạn rồi nha, mình không có phải là tham lam một cái ít những cái gọi là phần thưởng lời này. Cái mình đang cần là mình muốn cho các bạn và chúng ta gọi là có thêm cái kiểu như là khám phá, có thêm những cái là bài học hữu ích, nên là mình không tham nha các bạn. Mình chọn đây. Ôi chơi free mà tới gọi là gành nửa luôn á, gành gành được một nửa cửa ải luôn các bạn. Pháp sư ngoài đây phải không? Trời ơi cái mẹo này, giờ các bạn đã tin tưởng vào cái mẹo chúng ta có thể xài. Nói chung là khi nãy là kiểu mà mình mà hên á, là mình không xài tới 160 game ở cuối, mình bao lời các bạn. Mình chỉ cần 100 gọi là 55 game phá đảo được cái map này, tính luôn tất cả phần thưởng, bao lời các bạn ạ. Chỉ là chúng ta có chấp nhận để mà đánh đổi hay không thôi, chứ thực ra là lượng game mà xài như vậy là bao lời các bạn ạ. Còn như mình thì vẫn lời đấy, lời gọi là không có quá nhiều nhưng mà cũng lời sương sương, hoặc là lời nhiều một ít đấy, tính ra là vẫn lời nhiều nha các bạn, một ít kiểu vậy. Ủa, pháp sư mình chọn đây đi. Ok, cuối cùng cũng ra pháp sư rồi đấy. Thì mình thực ra là mình đang chờ pháp sư các bạn. Play on bằng 5 game, thực ra mình cũng sẽ không play on bằng 5 game các bạn. Ví dụ như là đây là các bạn cứ giả sử là mình đang ở cái cửa ải khi nãy là 40 mấy đi, mà đây là 160 game. Mình bảo là thôi cho em ra em chờ cái lượt quảng cáo, lượt free được không anh? Em quýt nha. Đấy, mình sẵn sàng mình quýt ra luôn nha các bạn. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ gọi là xem thử là khi mình try again lại á, là có được cho mình ở cái map khi nãy không nha các bạn. Mình biết. Đấy, mình bấm vào cái for game này. Thì ở đây là cái khả năng cao là chúng ta phải chơi từ đầu rồi các bạn. Vì mặc dù 5 game nha, mình thoát ra thì for game vẫn là 10. Có nghĩa là bấm vào thì chúng ta sẽ về lại cái lượt đầu tiên nha các bạn. Đấy, nên rất là tiếc khi mà các bạn muốn chơi ở đây là chúng ta phải đi đến cuối luôn nha các bạn. Đi đến cuối đường luôn á thì mới mới gọi là được những cái phần thưởng, hoặc là chấp nhận rồi đi khi chưa giành được chiến thắng để bảo toàn số điểm. Còn nếu không thì chúng ta còn cái nịt các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã khám phá được một cái sự thật như vậy rồi. Nãy cái phần thưởng mà mình gọi là play on lấy vẫn lời nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi lại nào, để xem có may mắn như khi nãy không. Trời ơi, quay mới vô có 4 game luôn ạ. Map 2, map 2 mình chọn vào cái chỗ 4 game đi. Quay chọn vào cái chỗ 4 game khi nãy mà nó vẫn ra cái lời nhỉ. Đây là phần thưởng càng cao thì đây chọn vào 4 game khi nãy đi. Ui trời ơi. Đấy, vẫn là một cái gì đấy nó hên hên các bạn. Pháp sư ở cái vị trí này thì chọn vào vị trí pháp sư thôi. Trời ơi, pháp sư bảo có cái nịt. Ở đây thì khi mà mình bắt đầu cái lượt chơi lại nha, mình sẽ không có cái gọi là một cái cửa là kiểu mà là hồi sinh free đấy các bạn. Nên khi bạn chơi lại đợt 2 thì nó sẽ khó hơn cho các bạn nha. Ok, mình tiếp tục, mình cứ chơi tiếp thôi, mình không có lo. Đấy, game mình gọi là mấy cái ải nhỏ nhỏ này mình có thể chơi kiểu là để mình rút ra thêm một số những cái gọi là chi tiết bài học nha các bạn. Đấy, next drop. Thì chúng ta sẽ có là cửa ải là 5, 10, 20, rồi 40, rồi sau đó hình như là lên 80 và 160.
Thì nếu như mà mình chơi sương sương á, thì mình có thể là chơi tính luôn cái lượt free của mình. Mình sẽ chơi tới khoảng tầm là kiểu là tầm 15 và 35 game. Mỗi lần chơi tầm 35 game thôi, rồi nghỉ được rồi các bạn. Hoặc là các bạn gọi là lấy thêm 40 game á, để mà 75 game và lấy phần thưởng. Thì như thế là nó sẽ ok nha. Trừ khi các bạn đến những cái mốc nó an toàn, kiểu như các bạn xài xong cái mẹo an toàn rồi á, thì chúng ta có thể là nghỉ ở lại. Thì mình sẽ làm cái cách đấy cho các bạn xem nha, để mà chúng ta cố gắng lấy phần thưởng, dù không đi đến đích nhưng mà vẫn có chút gì đấy, kiểu đã lỡ tham gia rồi, lấy cái gì đó nó lời lời tí xíu nha các bạn. Ok, vào nào. Rồi, mình thấy là vị pháp sư là ở đây là không có. Mình sẽ chọn lại vào cái ô ở ngoài này, vì nãy là pháp sư xuất hiện ở ô ngoài này nè. Đấy, rồi pháp sư xuất hiện ở cái ô bên đây nha. Mình sẽ chọn vào ô bên đây. Đấy, ok. Và tiếp tục thì mình sẽ gọi là chọn vào cái ô ở ngoài cùng này, vị pháp sư ở ngoài đây. Đấy, rất là ok nha. Chứ không nãy mình chọn lại cái vị trí này là mình bay màu rồi. Mình mà chọn lại vị trí đó là mình bay màu rồi các bạn. Bây giờ mình mới chọn cái vị trí mà khi nãy pháp sư xuất hiện ở đây nè. Đó. Rồi, ôi 8 game luôn kìa. Trời, 8 game của tôi. Bây giờ mình sẽ chọn lại vị trí này luôn nha. Đó, ok. Rồi, giờ thì pháp sư ở ngoài cùng đây. Thì mình sẽ chọn vào vị trí ngoài cùng luôn. Lo gì? Trời ơi, pháp sư bảo ngon mà lấy của ta. Cứ chơi tiếp các bạn, đừng lo các bạn ạ. Nếu mà lỡ chọn vào vị trí này rồi, bây giờ auto mình chọn vị trí này, mình qua ải luôn nha. Vị trí ngoài cùng này nè. Đó, mình sẽ chọn vào vị trí này. Đấy, ok. Nói chung là hù ai chứ mà hù tôi để mà tôi không dùng cái mẹo này á. Có, trời ơi, có mới lạ đấy. Có mẹo nó vẫn hơn nè, 8 game nè. Ôi dồi ôi, lời luôn các bạn ạ. Nay mình mới xài có 5 game phải không? Như xài 5 game hay xài 10 game rồi nhỉ? Như là xài 10 game rồi là 15 game nha các bạn, 15 game nha. Ok, mình tiếp tục mình bấm vào cái gửi này luôn. Đấy, một lần mà mình có thể đi được nhiều map nhờ một lần hồi sinh nha. Rồi, pháp sư ở ngoài đây nè. Nghi nghi quá, nghi nghi pháp sư bảo là thằng này chắc là sẽ chọn ở đây, chọn luôn chứ sợ gì. Trời ơi, rồi pháp sư kiểu kiểu vậy, kiểu kiểu pháp sư đang cay các bạn ạ. Pháp sư ở đây không? Pháp sư đây thì mình nghĩ là pháp sư kiểu đang chờ mình để chọn vào cái ô này nè. Trời ơi, thì bây giờ mình chọn luôn chứ sợ gì. Trời ơi, pháp sư bảo là ha 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 bị lừa rồi. Ok, thì bây giờ ví dụ nha, các bạn đã đi đến cái cửa ải này là 15 game rồi. Thì tính ra 20 game này sẽ là 35 game. Thì bây giờ cái việc mà mình quyết định là như thế này. Mình thấy phần thưởng nó cũng gọi là khá khá rồi. Thì kiểu mà giờ mà mình rời đi là mình mất 15 game. Nói chung là được chơi cũng sướng sướng rồi. Nhưng mà không, mình muốn là đi tiếp với cái việc là mình có thể đi thêm. Và khi mà mình kiểu mà ở cái lượt mà kiểu lượt 40 game á, lúc đấy mình mới quyết định là đi tiếp hay dừng lại. Đó là bạn nào chúng ta có lượng game chúng ta chơi nha, cứ xem là 35 game chúng ta giải trí cũng được. Rồi play on bằng 20 game nè. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái vị trí mà pháp sư mới là xuất hiện mà khiến mình ngã ngủ đây nha. Thế ra là mình cũng có thêm được một cái suy luận gì đấy để mà nó là thích hợp hơn với cái kế hoạch này. Nhưng mà từ từ các bạn ạ. Rồi mình cứ chọn vào đây thôi. Đấy, netroom nè. Uầy, có một cái rương này rồi. Giờ mà nghĩ vẫn lời các bạn. Lời chắc cú luôn á, chắc cú là lời luôn. Lên này. Thôi ôi, tính xài hoài á. Ok, thì bây giờ nha, đến bây giờ nè, mới đúng là cái giờ khắc chúng ta lựa chọn nè các bạn. Một là các bạn chọn là bỏ đi với 35 game xem như là ừ thì chơi vui, ừ thì thế nào đấy. Hai là bạn nhìn vào phần thưởng bên đây thì thấy được là mình có một cái rương này rồi. Rương này cỡ nào mở ra ít nhất cũng là 10 cái mảnh kia thì mình cũng được 20 game rồi. Và thêm rương này, hai cái rương này thì cộng vào thì 30 game rồi. Đấy, mình cũng không có nhiều lo lắng lắm. Và thêm 8 game đây nữa là cũng gần, nói chung là cộng hết lại là cũng 40 game đây rồi. Nên cứ xem như là mình play on 40 game nhưng mà mình lấy cái phần thưởng bên đây vẫn là ngon các bạn. Tuy nhiên thì khi mình play on bằng 40 game này, đây mình dùng thử các bạn nha, thì mình vẫn có thể đi tiếp được tới cái ải là này. Mình cứ auto vào cái chỗ này, bởi vì cái ải này là đây là kiểu mà an toàn mà. Đấy, rồi mình sẽ bấm vào cái chỗ là pháp sư mới xuất hiện ở đây. Thì lần này là tỷ lệ cực kỳ thấp, pháp sư sẽ không xuất hiện lại từ chỗ này nha các bạn. Đây, cái chỗ này nè, cực kỳ thấp nha các bạn. Đấy, đấy, các bạn có thể thấy là như vậy. Đó, và giờ thì mình tới cái chỗ này nè. Thì cái quyền lựa chọn là bây giờ mình sẽ, một là mình nghĩ luôn các bạn nè. Tại vì giờ chúng ta đã hết cái lượt là chắc chắn rồi. Giờ không có gì có thể chắc chắn bảo đảm chúng ta cả. Nhưng mà vẫn có thể dùng mẹo được để đến cái ải 25 này. Rồi sau đó mình sẽ nghỉ ở cái ải này. Hai là nghỉ bây giờ.
nghĩ bây giờ thì còn cái phần thưởng đồ gì đây, còn tham lam một tí xíu á, thì chưa chắc mình đã có phần thưởng gì ngon lành nha các bạn. Đó là trong cái trường hợp mà mình không bị mắc cái ải 24 này, mình đến luôn ải 25 thì mình sẽ nghỉ ở 25. Cỡ gì mình tới 25 mình cũng nghỉ nha. Tại vì bây giờ là chúng ta chơi là theo thuộc kiểu là chúng ta chỉ chơi sương sương để mà lấy cái phần thưởng gì đấy, và chúng ta nhìn vào ở đây là mình đã đi được gần nửa chặng đường nhưng mà đã xài tới là cái cơ hội 40 game rồi. Sau cơ hội này là 80 game. Mà cơ hội 80 game thì đáng ra chúng ta chỉ nên xài khi mà gần tới đích. Gần tới đích rồi thì mới xài tới cơ hội là 80 game. Bây giờ mình chưa tới một cái gọi là mới tới một nửa thôi mà mình đã xài tới cơ hội này rồi. Thì xem như là mình có vẻ là không may với cái lượt lần này rồi. Nên mình sẽ dừng lại tại đây nha các bạn. Đó là cái phân tích. Thì mình nói chung là 75 game phải không? Bây giờ mình sẽ nhận cái phần thưởng này. Và mình sẽ gọi là claim a quit. Đấy. Thì đây mình sẽ có là 8 game này. Đây bây giờ mình sẽ gọi là mở rương ra phân tích xem mình lời lỗ bao nhiêu nha. Ok, mở ra nào. Đấy, 5 cái op này thì có thể tính giá là 10 game. Rồi, lên, lên. Thôi, này thì không có game nào rồi. Lấy đâu, giờ cái này lôi nè. Trời ơi, 10 thì tính 20. Rồi 20 với 10 là tầm 30, 8 game là 38 tí thì cũng gọi là tầm 40 đấy. Thì coi như là chúng ta nếu mà tính cái giá trị, thực ra là không phải là lỗi nha các bạn, tính cái giá trị mà kiểu mà có thể chấp nhận đấy, giá trị giống như mình nói là nhân 3 lên đấy, thì 10 op ban đầu là 30 game, thêm 5 cái op kia là 15, là cũng là 45 game rồi, thêm 8 game là 50, là 53 đấy. Rồi thì nói chung là sẽ được siêu xíu, nói chung là so với việc là 75 với kia thì cứ xem như là mình bù một ít game và được chơi vui được như thì vẫn là ok nha các bạn, rất là ok. Ok, thì bây giờ nếu mà muốn chơi lại thì chúng ta cũng for free bằng 10 game này. Rồi, chơi tiếp đi. Ok, này là kiểu mà chơi để cho vui thôi nha các bạn, chứ mà phá đảo ở đây thì mình cũng không cần thiết lắm. Đấy, để mà chúng ta đúc kết được cái sự hên và không hên như thế nào. Giờ thì mình đã chơi xong một cái lượt lên 75 rồi, giờ thì mình sẽ hạ cái tiêu chí mình xuống. Là tiêu chí mình sẽ không có tới là cái ải là 40 mình xài game nữa, mà chỉ cần tới ải 20 là mình bắt đầu là xài game để mà mình gọi là nghỉ được rồi. Đấy, thì bây giờ xem thử là như thế nào nha. Ok, và giờ thì đây đi, cái chỗ này lúc nãy mới xuất hiện phần thưởng ngon. Mình sẽ chọn vào chỗ phần thưởng ngon nha. Cái ải mà kế pháp sư mà gần ải cuối thì mình nghĩ là thường thường là pháp sư sẽ là có cái khả năng lặp lại. Mình sẽ chọn cái ải này. Đấy, xem nè. Đó, các bạn thấy không? Bởi vì chúng ta vừa chơi nãy giờ rồi nên thấy được cái mẹo là gần tới cái cửa ải mà khung này nè các bạn. Gần tới cái cửa ải mà đây mà lúc mà mình mới chơi á thì pháp sư có khả năng lặp lại nha. Thì mình sẽ áp dụng cái mẹo mà chọn vào vị trí pháp sư là khi mà mình chọn ở cái vị trí mà kiểu mà gần chưa tới á, nói chung là vị trí còn xa á, thì mình mới chọn như vậy thôi. Còn gần tới rồi thì mình sẽ chọn cái vị trí khác. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ chọn vị trí mà khi đầu tiên là pháp sư xuất hiện mà cái trước cái ải mà gọi là màu vàng này này. Mình chọn vị trí này. Đấy, vị trí này thường thường là nãy giờ mình chơi là vị trí này toàn an toàn. Rồi cái vị trí tiếp theo á là vì mình còn 7 lượt này nè, nên mình sẽ chọn vào cái vị trí ở ngoài cùng này. Vì nếu như cái vị trí ngoài cùng này mà dính vào pháp sư á thì mình có thể dùng game và đi tới ải thứ 10 luôn. Thì nó cũng là một cái chiến thuật các bạn ạ. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ của nó thì giống như trong theo cái kế hoạch thì nó sẽ thấp. Rồi bây giờ là tới ải thứ 8. Ải pháp sư ở cái vị trí này. Ải thứ 8 thì mình cũng có thể là xài theo cái kiểu pháp sư này được. Nhưng mà mình thì thấy là ải 8, ải 9 là hai cái ải gần cái ải này á thì nó vẫn có cơ hội là lặp lại pháp sư nha. Nên mình cứ cho là pháp sư sẽ không cái ở cửa này đi, thì pháp sư sẽ còn một trong ba cái cửa này. Mà khi nãy là pháp sư gọi là mình chọn cái vào cái cửa này thì cái cửa này nó cũng có khả năng cao là ra pháp sư các bạn. Nói chung là loại bỏ hai cửa này thì mình sẽ chọn một trong hai cái cửa, là một ở bên đây, hai là bên đây. Mình sẽ chọn vào cái bên mà gần với lại cái cửa ải mình nghi là không pháp sư nha. Chọn bên đây. Đó. Thì bây giờ pháp sư nó sẽ ra là đấy, bên đây các bạn. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ pháp sư nó đã ra ở cái cửa bên này rồi. Là cái khả năng là nó sẽ gọi là đeo bám ở một là cái chỗ mà bên này nó sẽ thấp. Bởi vì nó đã ra hai lần bên này rồi thì cái lần thứ ba nó sẽ khá là thấp. Nên mình sẽ chọn ở đây. Đấy. Rồi bây giờ mình lên ải 10. Đó. Giờ các bạn chúng ta cũng có thêm cái những cái kỹ năng để mà mình vừa kết hợp với lại cái quy tắc ở đây luôn. Mà khi nãy là pháp sư ra ở chỗ nào nhỉ?
như ra chỗ này không? Ra chỗ này thì mình sẽ chọn vào cái chỗ này để mà lấy cái lượt đầu tiên của mình nha. Thì mình sẽ chọn vào cái cửa ải này. Đấy, ok. Rồi, bây giờ mình nhìn pháp sư nha. Rồi, pháp sư ở đây thì áp dụng cái kế hoạch này thì mình sẽ chọn vào cái cửa này. Đấy, ok. Rồi, và mình sẽ tiếp tục phân tích về kế hoạch nha. Pháp sư ở ngay chỗ này. Rồi, thì nãy là hai chỗ này là pháp sư ra ở hai bên đây rồi. Nên mình sẽ chọn vào cái chỗ là kế bên. Chỗ kế bên là chỗ này. Đấy, ok. Rồi, pháp sư là chúng ta ra bên chỗ này này. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ pháp sư ra bên chỗ này rồi thì cái khả năng mà vì pháp sư không phải là ra hai lần tại một chỗ á, nên khả năng ra chỗ này là vẫn có nha. Vẫn có thể là ra thêm một lần ở chỗ này nha, hoặc vẫn có thể ra chỗ này hoặc là ra chỗ này. Ba cái chỗ này mình đã đều mở rồi nên chỉ còn lại cái chỗ cuối cùng ngoài cùng là chỗ này thôi. Mình sẽ chọn chỗ ngoài cùng. Đấy. Thì pháp sư là ra ở ngay chỗ này nè. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn cái chỗ mà pháp sư mới ra khi nãy. Rồi, next random nè. Ok, có thể là mình may mắn hoặc có thể đây là một cái mẹo mà mình đang gọi là bổ sung thêm. Rồi chọn ở đây nha. Ok, thì nói chung là kiểu mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cái sự may mắn để mà gọi là đoán được cái vị trí. Nhưng mà khi mà mình đã chọn lỗi chỗ này rồi, mình sẽ đi thêm được hai map. Đầu tiên là mình sẽ đi map này là an toàn nè. Đấy. Và tiếp theo một map nữa là map này an toàn. Thì tất nhiên map này phải an toàn rồi. Rồi bấm vào cái chỗ là pháp sư mới xuất hiện ở được đầu là chỗ này an toàn luôn. Trời ơi, có cái nịt. Rồi ở đây thì nói chung là bình thường chúng ta phải làm như vậy nha. Cái này á không được như vậy chứng tỏ là mình có một cái gì đó nó hơi xui rồi. Nhưng mà mình vẫn phải là áp dụng một cái cách gì đấy để mà chúng ta đi tiếp nha. Bởi vì các bạn thấy là nãy giờ cái lượng game mình xài nó rất là ít. Nó chỉ là 5 game, rồi nó là 10 game. Đấy, bây giờ là mình sẽ tiếp tục với cái cửa ai là cứ chọn ở đây 6 game. Ok, anh kêu gì là có vốn rồi đấy, có vốn để đầu tư rồi đấy các bạn ạ. Ok, mình sẽ chọn vào cái chỗ này nha. Nói chung là an toàn ở chỗ này rồi. Thì mình sẽ tiếp tục là chọn vào cái chỗ này. Và tiếp tục mình cũng sẽ chọn vào cái chỗ này. Ok, quay bên đây 10 game này. Trời ơi. Đây, chỗ này. Rồi, pháp sư của chúng ta ở chỗ này thì mình sẽ chọn vào bên chỗ này. Ok, ra pháp sư rồi. Thì pháp sư chọn đây thì còn lại là hai chỗ 1 2 này, 1 hoặc 2 là chỗ này hoặc là ở ngoài cùng. Thì mình nghĩ là chọn ở ngoài cùng cho nó an toàn các bạn ạ. Trời ơi, chọn ở gọi là bên đây là ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ xác định nha. Xác định phần thưởng là kiểu ở đây là cái rương này là ít nhất là chúng ta mở ra được là 10 mảnh. 10 mảnh thì là 20 game. Rồi ở đây chúng ta mới có 6 game hay là 8 game gì ở đây nè. Thì tầm là 26 game. Rồi tính ra thì 15 game ok. Và phần thưởng cộng thêm mấy cái off mấy cái này nữa là cũng tầm 30 game. Thì mình vẫn có thể là ok play on tiếp nè. Play on tiếp á, thì mình sẽ đi tới map 25 luôn rồi mới dừng lại nha. Đấy. Ok, đã lấy thêm xíu xíu phần thưởng nữa. Đập dày tí xíu nữa. Tại vì mấy cái này là map an toàn rồi. Mình sợ gì. Đây là mấy game nhỉ. Đây là tầm là 6 game ok. Nào. Rồi ok. Bây giờ là mình thoát ra nha. Nhận quà thoát ra nè. Đó. Rồi thì đây là 6 game. Tính thêm lượng trái cây 600 mấy k. Rồi đây nữa là tính hết là khoảng tầm 10 game. Thêm cái rương này nữa. Rương này thì mở ra nè. Ok, 15 ốc thì tính giá lời là 30 game. Thêm cái lượng 10 game nữa là 40 game. Và mình bỏ ra là khoảng tầm 35 game. Wow, lời các bạn ạ. Tính giá lời nha, vẫn lời. Mà tính cái giá mà chấp nhận được thì cái này là 45 game. Và cộng kia nữa là 15 game đi là 60. Trời ơi, lời gấp đôi luôn. Trời ơi. Đấy, thế thì các bạn chúng ta đã có thể là biết cái cách mà một là phá đảo thì nên là chọn cái thời điểm phá đảo như thế nào, khi mà mình đi đến những cái lượt nào rồi kết hợp cái bí thuật là ra sao. Còn khi mà chúng ta chỉ muốn kiếm lời thì kiếm lời là kiếm trong cái phạm vi như nào, có nên lên tiếp hay là xuống tiếp hay là cần dừng lại đâu. Và những cái mẹo mình áp dụng vào cái sự phân tích, khi mà các bạn dùng nhiều mẹo rồi thì không kiểu giống như là mẹo chúng ta được dùng nhiều rồi thì đến lúc chúng ta dùng tới cái sự phân tích, có thể lúc này mình dùng mẹo, lúc kia mình dùng mẹo, mình đến một cái thời điểm nào đấy cái mẹo chúng ta gọi là có gặp trục trặc gì đấy thì mình nghi ngờ á, thì mình sẽ dùng cái phương thức là phân tích để mà tránh cái trường hợp mà rơi vào cái cửa ải như vậy. Nói chung kiểu là nếu như mình nghi ngờ rằng mẹo chúng ta sẽ dính vào cái ô đấy thì mình sẽ loại trừ hai ô là cái ô mẹo và cái ô mình mới mở. Thì chỉ còn lại hai ô mình chọn ngẫu nhiên
để chọn ô này chọn ô kia. Xác suất chúng ta như thế nào đấy thì cũng tùy. Nếu mà khi đấy mà cái ô kia nó không ra nữa thì mình, nếu mà ô kia ra đúng cái ô mẹo á thì mình sẽ chọn lại vào ô mẹo. Còn nếu mà ra ô khác thì mình lại tiếp tục phân tích hoặc là áp dụng cái chiến thuật. Ok chưa các bạn? Đấy. Rồi, và có lẽ video của mình đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mong là các bạn sẽ ủng hộ cho mình để mình ra gọi là thêm nhiều video mới hay hơn nha các bạn. Ok, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.